Xin kính chào quý vị. Các dòng xe cỡ nhỏ và vừa của Toyota Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn nổi tiếng là trang bị căn bản, bền bỉ và tin cậy. Nhiều người thậm chí còn nói vui rằng nó bền bỉ đơn giản là vì nó có rất ít thứ để có thể hỏng được. Và đồng hành cùng với chúng ta hôm nay đó là chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản V, tức là phiên bản máy xăng cao cấp. Đây là một trong những chiếc xe chiến lược của Toyota trên thị trường Việt Nam trong năm 2020 này. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu xem chiếc xe này nó có còn nghèo nàn nữa hay không, và nó có xứng đáng với cái giá tiền là 820 triệu đồng hay không. Toyota Corolla Cross có 3 phiên bản. Trong đó phiên bản đắt giá nhất đó chính là phiên bản Hybrid. Chúng tôi đã có một video rất chi tiết, quý vị có thể tham khảo thêm. Phiên bản rẻ tiền nhất đó là Corolla Cross phiên bản G 1.8G, có giá bán là 720 triệu đồng, có nghĩa là tương đương với giá bán của mẫu Kia Seltos phiên bản Premium. Và chúng tôi sẽ có một cái chương trình so sánh hai mẫu xe này, không biết là có nhiều quý vị mong chờ hay không. Và đây phiên bản 820 triệu đồng. Về cơ bản thì giống y xì như phiên bản Hybrid, chỉ khác một yếu tố duy nhất, đó chính là động cơ xăng. Còn phiên bản kia là động cơ Hybrid xăng điện. Như chúng tôi đã đề cập thì ngoại trừ yếu tố về động cơ ra thì tất cả các yếu tố khác thì phiên bản V này giống với phiên bản HV. Chính vì vậy mà quý vị có thể theo dõi lại cái video phiên bản HV để có thể tham khảo thêm. Tất cả các yếu tố từ đèn chiếu sáng phía trước, từ mặt cản trước, kích thước la răng, lốp xe, gương chiếu hậu, hệ thống camera 360 độ, các cảm biến đỗ xe, tất cả đều giống như phiên bản HV. Một số trang bị ngoại thất tiêu biểu phải kể đến đó là đèn chiếu sáng toàn bộ công nghệ LED, giải đèn ban ngày cũng sử dụng công nghệ LED, và đèn sương mù cũng sử dụng công nghệ LED. Gương chiếu hậu có đầy đủ tất cả các chức năng cao cấp nhất, ví dụ như là chỉnh điện, gập điện, tự động, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ, và gương này còn có chức năng là tự động điều chỉnh khi mà chúng ta cài số lùi. Cũng như nhiều dòng xe cỡ nhỏ khác, Cross phiên bản V sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và hệ thống treo sau kiểu dầm xoắn. Cả phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa. Và chiếc xe này sử dụng la răng là 18 inch, lốp Michelin Primer C4, tức là dòng lốp cao cấp nhất của Michelin tại Việt Nam hiện nay. Kích cỡ là 225/50R18. Bên dưới capo là một động cơ 1.8 lít nạp khí tự nhiên. Và các thông số về công suất cũng như là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, cũng không có gì đáng ngạc nhiên trong phân khúc này. Đây cũng là động cơ mà lắp trên chiếc Corolla Altis đang bán tại Việt Nam hiện nay. Và đi cùng với động cơ này là một hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Nói về trang bị an toàn thì chiếc xe này sẽ khiến chúng ta phải có một cái nhìn hoàn toàn khác về thương hiệu Toyota tại Việt Nam hiện nay. Với mức giá 820 triệu đồng, có nghĩa là khoảng 800 triệu đồng, chúng ta sẽ không thể tìm thấy một chiếc xe nào trên thị trường Việt Nam hiện nay có cái trang bị an toàn dồi dào như chiếc xe này. Cũng giống như phiên bản Hybrid thì chiếc xe này cũng được trang bị gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense với 5 chức năng. Đầu tiên đó là hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Thứ hai là hệ thống cảnh báo chệch làn. Thứ ba là hệ thống hỗ trợ giữ làn. Thứ tư là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động thích ứng. Và số 5 đó là hệ thống đèn pha tự động thích ứng. Ngoài ra còn có rất nhiều trang bị an toàn tiên tiến khác. Và một yếu tố quan trọng không thể không nói tới đó chính là hệ thống khung gầm của chiếc xe này đạt điểm an toàn 5 sao của Asian NCAP. Bản máy xăng này có một chút khác biệt về mặt nội thất so với bản Hybrid. Đó là toàn bộ chất liệu của nội thất sử dụng là màu đen. Ghế da, phần dưới của táp lô cũng là chất liệu mềm, phần trên là chất liệu cứng. Trong khi đó phiên bản Hybrid quý vị có thể thấy là nội thất được trang bị màu nâu đỏ, trông sinh động hơn. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, trong khi đó ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Vô lăng bọc da cũng có đầy đủ tất cả các chức năng như phiên bản Hybrid, chỉ khác là mặt đồng hồ không có những đèn báo của hệ thống động cơ Hybrid. Bên trái vô lăng vẫn là tất cả những cái nút bấm đàm thoại rảnh tay, âm lượng, menu, và bên phải là hệ thống kiểm soát hệ thống Toyota Safety Sense, ví dụ như điều chỉnh khoảng cách phía trước, kiểm soát giữ làn, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và một số tính năng khác. Trung tâm táp lô vẫn là màn hình giải trí kích thước là 9 inch và màn hình này cho độ phân giải rất tốt, rất sắc nét. Có đầy đủ tất cả các chức năng, ví dụ như là quan sát camera 360 độ, kết nối Apple CarPlay, Android Auto và rất nhiều chức năng khác. Bên dưới là cụm điều khiển điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và nói chung tất cả các tiện ích khác, ví dụ như là từ hộc để đồ, các cổng sạc hay là cửa sổ trời đều giống như phiên bản cao cấp nhất. Hàng ghế thứ hai thì không có gì khác biệt so với phiên bản Hybrid. Từ không gian đến các tiện ích bổ sung, ví dụ như là cổng sạc, cửa gió điều hòa hay là các hộc chứa đồ đều y xì như phiên bản Hybrid. Và lưng hàng ghế thứ hai cũng có thể điều chỉnh được độ ngả. Khoang hành lý rất rộng, chứa được rất nhiều đồ trong một chuyến đi dài. Thậm chí là khi cần chúng ta có thể gập hàng ghế sau xuống theo tỷ lệ là 40-60.
Không giống như bao chương trình trải nghiệm xe khác, chúng tôi thường bắt đầu với hệ thống lái, rồi là động cơ hay là hộp số, thì trên chiếc xe này Corolla Cross phiên bản V, chúng tôi muốn bắt đầu bằng hệ thống Toyota Safety Sense trên xa lộ. Thực sự là với một chiếc xe được trang bị những công nghệ này thì chúng tôi cảm thấy cảm giác lái xe rất thoải mái trên xa lộ. Đầu tiên đó là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động thích ứng, giúp chúng ta không chỉ cài đặt tốc độ mà chúng ta mong muốn, mà khi mà phát hiện thấy xe phía trước có xu hướng giảm tốc độ thì xe này cũng giảm tốc độ theo để giữ khoảng cách an toàn, phòng tránh va chạm. Tiếp đó là hệ thống cảnh báo trạch làn và duy trì làn đường cũng hoạt động vô cùng hiệu quả ở tốc độ trung bình và tốc độ cao trên xa lộ. Rất tiếc là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi không thể thử nghiệm chế độ phanh tự động, và chúng tôi nghĩ rằng khi lái chiếc xe này trên xa lộ chúng ta cũng không nên thử tính năng đó, bởi vì rất nguy hiểm. Biết đâu có một lúc nào đó công nghệ không hoạt động hoặc là công nghệ có vấn đề thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng không có cái cơ hội để thử nghiệm cái tính năng đèn pha tự động thích ứng. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng cũng giống như phiên bản HV thôi, hệ thống đèn pha tự động thích ứng của chiếc xe này hoạt động rất tốt vào ban đêm. Khi mà không có chướng ngại vật phía trước thì tự động chuyển sang đèn chiếu xa. Còn khi mà phát hiện ra chướng ngại vật phía trước, phát hiện ra xe ngược chiều qua ánh đèn thì hệ thống sẽ tự động chuyển về đèn chiếu gần. Tiếp đó là về độ ồn. Chúng tôi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là một con đường xa lộ với độ nhám khá cao, thì chỉ số độ ồn đo được ở giải tốc độ 100 km một giờ là khoảng 65 đến 66 decibel. Các nguồn ồn từ động cơ, từ thân vỏ hay là từ lốp đều như nhau ở mức độ nhẹ nhẹ. Và có thể nói rằng với cái chỉ số độ ồn như vậy thì Corolla Cross là một chiếc xe mà có khả năng cách âm ở mức khá tốt trong phân khúc này. Còn về động cơ và hộp số thì chiếc xe này được trang bị động cơ 1.8 lít nạp khí tự nhiên với công suất và sức kéo ở mức trung bình, ở mức độ vừa phải. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái khả năng tăng tốc hay là độ bứt phá mạnh mẽ trong những cái lần vượt xe. Về hộp số thì dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể phàn nàn gì về độ mượt mà của hộp số CVT, và có thể nhiều người cũng không thích hộp số CVT. Một số đối thủ của chiếc xe này, ví dụ như là Kia Seltos hay một vài đối thủ khác, sử dụng hộp số có cấp thông thường và có thể là cho cái tạo cảm giác lái thể thao hơn. Tuy nhiên hộp số CVT thì cũng có cái ưu điểm nữa, đó là tối ưu giải vòng tua ở mọi giải tốc độ, và dĩ nhiên là cũng còn tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Về hệ thống treo thì Corolla Cross các phiên bản đều cho cái cảm giác hơi mềm. Khi mà đi qua các gờ giảm tốc hay là các ổ gà thì cảm giác khá mềm mại. Tuy nhiên cái hệ thống treo này khi mà di chuyển trên xa lộ thì cái độ cân bằng thân xe có lẽ là không được như mong đợi. Trong cái phân khúc này thì chúng tôi vẫn đánh giá cao nhất hệ thống treo của Honda HR-V. Về hệ thống lái thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng hệ thống lái của Corolla Cross khá linh hoạt, với số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải ở mức rất hợp lý. Hệ thống lái chọn được điện, tốc độ thấp cho cảm giác lái rất nhẹ nhàng, rất tiện lợi khi di chuyển trong phố, và tốc độ cao thì cũng đầm và chắc hơn. Và một yếu tố cũng quan trọng mà chúng tôi muốn nói tới khi trải nghiệm chiếc xe này, đó chính là tầm quan sát. Quý vị có thể nhìn thấy thiết kế cột A, góc chữ A, gương chiếu hậu đều được thiết kế rất hợp lý, tầm quan sát rất tốt ở mọi góc độ. Như vậy là chúng ta cảm thấy rất thoải mái trong mọi điều kiện vận hành, từ di chuyển trên xa lộ hay là di chuyển trong thành phố đông đúc. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành chương trình lái thử chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 lít. Rất tiếc là trong chương trình ngày hôm nay, vì một số cái điều kiện khách quan mà không thể đo được mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này. Quý vị những ai mà đang sử dụng xe Corolla 1.8 lít, chúng ta có thể chia sẻ xem cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là bao nhiêu để mọi người cùng tham khảo. Tổng kết lại hành trình thì đây là một chiếc xe mà có thiết kế cũng khá là bắt mắt, và chúng ta sẽ không thể tìm thấy một chiếc xe nào trong tầm giá này mà lại có nhiều những trang bị an toàn tiên tiến như chiếc xe này. Và dĩ nhiên đó mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.